đứng lại. Vẽ gì mà như bông khỉ vậy? Đi đâu thế? Cái miệng này có thể nói gì nghe hay hơn không? Để đi hẹn hò với tay Hàn Thủy đó sao? Đúng không? Đi xem phim mà. Sau này cô đừng làm việc ở tiệm nữa, đổi sang làm ở sạp chiếu phim đi. Vừa được xem phim vừa được hẹn hò. Bây giờ còn ai đi xem phim nữa? Chúng tôi đổi trò khác rồi. Đi hát đấy. Ghen sao? Đứng lại. Cẩn thận cái miệng anh đào của cô đấy. Hát thành miệng to như chậu máu bây giờ. Đâu, cảm ơn nhé. Cảm ơn tôi làm gì? Tôi còn phải cảm ơn cô nữa. Ngày nào cô cũng tăng ca cho tôi. Tiền tăng ca tôi không trả nổi cô đâu. Đích thân ông chủ rót cà phê, tôi lại không nghiêm túc làm việc được sao? Anh không đi đón Thành Thành à? Lại để ông nội nó đón đi rồi. Phải rồi, tôi muốn hỏi cô chuyện này. Một mình cô ở nhà, cô có bao giờ bị mất điện không? Hoặc là có bị lũ lụt bao giờ không? Không có, sao vậy? Mấy hôm trước tôi xem báo, bao gồm cả những bạn bè xung quanh tôi đều từng trải qua những chuyện như vậy. Sống một mình ra ngoài, quên mất không tắt vòi nước, xong rồi về nhà, cả căn nhà như cái hồ bơi. Như anh đã đúng đây, tôi phải chú ý hơn mới được. Đúng, cô phải chú ý. Tôi mượn điện thoại một chút. Mật mã. Trừ phi trước khi ra cửa kiểm tra xem tất cả các van đã đóng hay chưa. Không phải, tôi lưu cho cô ở trong ghi chép để phòng quên nhé. Tôi đặt báo thức cho cô. 7:30 được rồi. Dự hay là 10 phút trước khi cô ra khỏi cửa. Nếu cô cảm thấy giọng nói của tôi không hay, cô có thể đổi sang tự cô nói. Không có. Giọng nói của anh rất có tính răng đe. Thật đấy. Anh nói xem tôi mở cái báo thức ra, đổi giọng của anh thành chuông báo thức. Nghe xong chả sợ hết hồn còn dám ngủ nướng được không? Tôi đáng sợ như vậy sao? Anh không biết. Anh là ông chủ có tính răng đe nhất công ty, mà mọi người đều phải thừa nhận đấy. Hơn nữa còn là người cuồng công việc. Tất nhiên là cũng là người cha tận tâm nhất mà cả công ty đều công nhận. Được rồi, cài xong rồi. Chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi. Tôi nghe thử. Trừ vi, trước khi ra cửa kiểm tra tất cả các van xem đã đóng hay chưa. Hay không? Rất hay. Hay, cạn ly nào. Nào. Hiểu lộ à? Cô thấy tôi như thế nào? Hát hay lắm, like một cái. Không phải nói hát, là tôi muốn nói cô thấy con người tôi thế nào? Rất tốt. Có những lời cứ luôn giấu trong lòng của tôi rất lâu rồi. Hiểu lộ, chúng ta ở bên nhau nhé. Hàn Thủy, anh xem hai chúng ta quen nhau cũng lâu rồi. Tôi vẫn luôn xem anh là bạn. Nhưng mà tôi nói cô này từ tình bạn thăng cấp lên thành tình yêu là điều rất đáng quý. Hơn nữa hiểu lộ tôi. Nào, uống một ly. Vì tình bạn của hai chúng ta. Nào, cạn một cái. Bạn tốt. Tôi đi chọn bài cho anh nhé.
Chọn bài gì thế? Nào, tôi giúp cô. Xem bừa thôi. Phải rồi. Cô biết hát bài này không? Đây, giở trò khốn nạn gì vậy? Anh làm gì vậy? Hàng Thủy không sao chứ? Lại đây, không phải. Cái gì mà giở trò, chúng tôi đang chọn bài hát thôi. Giở trò gì chứ? Chọn bài có phải ôm ấp? Anh tưởng tôi ngốc sao? Chúng tôi yêu nhau, quấy là bạn gái tôi không thể ôm ấp được sao? Ai là bạn gái anh? Nói lại lần nữa. Quấy là bạn gái tôi. Anh ta là bạn trai cô sao? Nói đi. Tôi, chúng tôi, tôi nói cho anh biết, tôi thích cô ấy, tôi đang theo đuổi cô ấy. Tôi là bạn trai của cô ấy. Sao đây? Trương Đình, anh làm gì vậy? Anh bị điên sao? Trương Đình, Trương Đình à. Tôi cảm thấy mấy cảnh quay này rất tốt. Đừng đổi nữa. Không được, muộn quá rồi. Được rồi, hôm nay cô làm đến đây thôi. Được rồi, tôi đưa cô về. Đừng, tôi ở đây một lát. Thực ra mỗi ngày tôi về nhà chỉ có một mình, cảm thấy rất khó đối diện. Chuyện này nếu là ai cũng không thể nhanh vậy mà bình tĩnh lại được. Lại thêm gia đình như vậy, sức đặc ích như vậy. Như tôi nói với cô này, có ấm ức tuyệt đối đừng để trong lòng, dần dần sẽ phai nhạt thôi. Đúng vậy, trước đây tưởng rằng quên đi một chuyện là rất dễ, nhưng dù sao cũng là người mình đã từng yêu. Ngoài miệng nói là quên, nhưng thực chất trong lòng không thể nào quên được. Cảm giác này của cô tôi có thể hiểu được. Thực ra dạo này tôi đang cố gắng thích ứng với cuộc sống một mình, muốn mỗi ngày đều sống tốt hơn một chút. Nhưng mỗi lần mở mắt ra vẫn lại cứ nghĩ đến anh ấy. Thật khó làm được. Thật đấy. Trường Vi, tôi cảm thấy một mình cô phải gánh chuyện này thật sự quá mệt mỏi đi. Anh nói sao trước đây không biết tự bỏ một thứ lại khó đến như vậy. Khi đó thất tình, dường như mấy ngày sau là sẽ quên sạch. Nhưng bây giờ lại khó quên đến như vậy. Tôi thật là đứa chẳng ra gì. Không phải cô không ra gì, là vì mỗi giai đoạn yêu đều khác nhau. Cô xem, theo tôi thấy trong mối tình này của cô trộn lẫn quá nhiều, quá nhiều. Thật đấy, tôi cảm thấy cô quá vất vả. Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy bản thân thực sự rất may mắn. Tìm được một người đàn ông biết được ưu và khuyết điểm của mình, lại còn yêu mình đến như vậy. Cô nói rất đúng. Theo tôi thấy, mặc dù hai người đã chia tay rồi, nhưng ít nhất hai người đã từng yêu. Tôi bây giờ đã bỏ nhau, hoặc là nói vẫn nghĩ đến đối phương. Nhưng cô biết đấy, tình yêu đối với cô là thứ gì không? Thứ đó để lại cho cô chỉ có kỷ niệm, mà nhiều hơn cả là sự nuối tiếc và đau đớn. Người mà bây giờ tôi muốn yêu, bây giờ tôi không tìm được rồi. Được rồi, anh đừng nói như vậy. Không phải anh đã có kết tinh tình yêu rồi sao? Có Thành Thành rồi. Đúng, Thành Thành, cô nói rất đúng. Chính là vì đã có Thành Thành, lúc nào tôi cũng nhắc nhở bản thân mình, tôi tuyệt đối không thể sống trong quá khứ. Mỗi lần nhìn thấy Thành Thành, tôi lại nghĩ, kể cả cuộc sống đem lại cho chúng ta sự dằn vặt và đấu tranh, vậy thì đã sao? Chúng ta nên thản nhiên đối mặt. Tôi là người từng trải. Nghe một câu này của tôi đi. Thời gian là một liều thuốc hữu hiệu, nó sẽ xóa nhòa mọi đau thương. Thôi được, hy vọng thời gian có thể nói cho tôi biết tôi sẽ vượt qua nó như thế nào. Hy vọng thời gian có thể nói tôi biết tôi đã đi từ ngã tư này đến ngã tư khác như thế nào.
Dù sao đi nữa, sếp Cao, tôi phải cảm ơn anh. Cố lên. Tôi làm xong đó. Xin chào, Hạc Thủy thế nào rồi? Chấn động não nhẹ, còn phải quan sát một lát nữa mới được đi. Được, cảm ơn nhé. Không có gì. Trương Đình đang bị điên sao? Anh lại thích đánh nhau như vậy? Bây giờ Hạc Thủy bị anh đánh đến chấn động não nhẹ. Nếu ta mà làm gì thật thì anh nhất quyết phải đánh chết người ta đúng không? Đánh như vậy còn nhẹ đấy. Tôi bồi thường tiền thuốc men cho anh ta còn chưa được sao? Cần anh bồi thường sao? Nếu như anh ta thực sự xảy ra chuyện gì, anh có đền nổi không? Sao cô nói chuyện mà không nghĩ đến lương tâm vậy? Tôi thấy hắn ta đang muốn lợi dụng cô cho nên mới ra tay. Nếu như sớm biết hai người tình cảm mặn nồng anh em như vậy, tôi còn lâu mới lo chuyện bao đồng. Anh đừng ở đây mà nói nhảm. Hai chúng tôi hoàn toàn không có gì hết. Cái gì mà anh em còn không chịu thừa nhận đúng không? Hai chúng tôi thực sự không có gì. Phải, đúng là hôm nay Hàng Thủy uống say có hơi mất kiểm soát. Nhưng người ta là chính nhân quân tử, không giống như ai đó lưu manh côn đồ. Tôi lưu manh côn đồ, hắn ta chính nhân quân tử. Cô có biết trong lòng hắn ta nghĩ gì không? Cô có biết hắn ta định làm gì cô không? Đồ ngốc này, không biết tốt xấu. Sao anh lại đến đây? Nghe Lạc Lạc nói em bình phục rất nhanh. Anh muốn đến thăm em. Cảm ơn anh. Chúng ta vẫn nên sống cuộc sống của riêng mình, đừng làm phiền đến nhau là được. Vivi à, em lên trên trước đây. Con về rồi mẹ. Con đừng đi. Lại đây, mẹ nói với con mấy câu. Có chuyện gì? Gặp giai tử chưa? Sao bảo con mời nó một bữa cơm lại khó đến như vậy? Con không muốn mời cô ta ăn cơm, con không có tâm trạng. Con làm gì mới có tâm trạng? Đừng nói với mẹ con vẫn lưu luyến không quên được Vivi. Mẹ nói đúng đấy. Đúng là con không quên được Vivi. Không quên được cũng phải quên. Ngày mai gọi điện cho giai tử hẹn nó ăn cơm. Ăn cơm cái gì? Không phải mẹ muốn Tắc Thành cho con và giai tử ở bên nhau sao? Mẹ Tắc Thành thì sao? Đúng là mẹ muốn Tắc Thành. Vậy thì con càng không đi. Giai tử người ta đối với con hết lòng hết dạ như vậy. Từ diện mạo gia đình học vấn, có cái nào mà khấm hơn người? Điều sau đó mẹ đừng nói nữa. Trong lòng con chỉ có một mình Vivi. Ngoài cô ấy cô không muốn lấy ai khác. Con mới sống được mấy ngày, thế gian này còn nhiều phụ nữ tốt hơn cô ta nhiều. Sao lại quyết tâm như vậy? Đó là chuyện của con, không liên quan tới mẹ. Muốn ăn cơm mẹ tự đi mà ăn đi.
Sao giờ anh mới tới? Tôi vừa đến văn phòng của sếp Tiêu. Đây là bản vẽ anh ta mới thiết kế. Đây là gì? Tại sao đường ống ở bên trong mà không ở bên ngoài? Để cho mỹ quan mà. Ống dẫn ga đi đường tường kép sẽ rất nguy hiểm, các anh không biết sao? Sếp Lý, một cửa hàng lớn như Yên Vũ, Tương Tiêu, chúng tôi bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy để sửa sang. Anh nói xem, chúng ta đâu thể nói chỉ vì hai đường ống dẫn này mà quỷ mất Yên Vũ, Tiêu Tương chứ, có đúng không? Một khi khí ga bị rò rỉ, đó là vụ liên quan tới tính mạng con người. Điều này không thể thỏa hiệp. Vậy ý anh nói bảo tôi thiết kế là từ đầu sao? Đúng. Tôi không thể không nói anh làm lại đi. Sếp Lý, anh đang cố tình bới móc tôi đấy sao? Hôm nay cái này không được, ngày mai cái kia không được, chỉ anh nói là được thôi sao? Anh như này là đang kiếm chuyện với người ta đấy, đừng có lải nhải. Có bản lĩnh thì đi mà nói với sếp Tiêu. Uống cốc nước đi. Được, cảm ơn nhé. Trà này thơm thật đấy. Vậy sao? Cốc cũng rất đẹp. Anh nói anh đến còn đem theo đồ đến làm gì? Đây không phải hàng thủy sao? Muốn đến ăn đòn nữa à? Trương Đình à, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm. Tôi đến để xin lỗi anh. Phải là tôi xin lỗi mới đúng chứ. Là tôi đánh anh mà. Xin lỗi nhé. Lần trước ảnh hưởng đến việc hai người yêu nhau, được gần gũi bên nhau. Anh đừng có nói chuyện kiểu châm biếm như vậy. Được rồi, tôi cũng đến thăm cô rồi, không còn sớm nữa, tôi đi đây. Đi cái gì chứ, ăn qua quả đi. Được khách sáo mà bác, nhà cháu có chuyện, cháu đi trước đây. Phải rồi, canh đang hầm trong nồi, nguyên liệu gì đó đều đặt trong tủ, bác mở ra là có thể uống ngay được, đều là đồ tự nhiên hết đấy. Được, được, hiểu lộ. Bác, cháu đi đây. Vậy tôi tiễn anh nhé. Được, tạm biệt. Thường xuyên đến chơi nhé. Ý gì đây? Có ý gì? Có ai tiếp đãi bạn bè như anh không? Đây là nhà của tôi muốn tiếp đãi thế nào thì tiếp đãi như vậy. Còn nữa, anh ta là bạn cô, không phải là bạn của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải đối tốt với anh ta. Đúng, anh đánh người ta rồi đến một câu xin lỗi cũng không có, còn để người ta đến tận cửa tặng cái này tặng cái kia, anh đúng là mặt dày. Hiểu lộ, tiểu hàng này rất đáng tin. Trương Đình vô lý đùng đùng, không cần để ý cậu ta. Đúng, hàng thủy tốt, hàng thủy là đứa trẻ tốt, hàng thủy đẹp trai, hàng thủy là con nhà đại gia. Có phải hai người bị anh ta chút buồn mê thuốc lú rồi không? Dù có nói thế nào người ta đến rồi, cháu xem còn đem cả quà còn hầm canh cho bác. Còn cháu thì sao? Ngoài tất thối, quần áo bẩn thì có gì cho bác? Đến một fan thêm mộ cũng không thấy, có đúng không hiểu lộ? Đúng vậy, bác, làm gì có ai đi nói giúp người ngoài với bác? Sao đây? Bảo bác nói giúp cháu là muốn bảo bác. Có phải là muốn bảo bác trước mặt hiểu lộ để mặt cháu có đúng không? Cháu thừa nhận rồi sao? Bác nói cháu có câu nói như nào ấy nhỉ? Nhất cự ly, nhì tốc độ. Cháu thì hay rồi, hiểu lộ sống ở nhà chúng ta, chứ lại bảo người khác là để người ta vét đi. Cháu cũng có bản lĩnh thật đấy. Để tự cô ấy thích như vậy, không liên quan tới cháu. Anh nói như vậy, tôi thích vậy bao giờ, ai thích vậy? Là cô thích như vậy đấy. Ban ngày ngủ dậy dễ bùa ma, tối đến ra ngoài anh em với người ta, không phải hẹn hò thì đi xem phim. Cô tưởng người ta nhầm vào cái gì của cô, chính là vì thấy cô ngốc dễ ra tay, đó không phải là thích là còn gì. Trương Đình, anh là đồ khốn. Cháu thật tệ, nói dớ dẫn gì vậy? Hiểu lộ à, hiểu lộ. Hiểu lộ. Hiểu lộ à, cháu đừng giận nữa, ăn cơm đi. Cháu không ăn, anh ấy thật quá đáng.
Con bé ngốc này, hôm nay cháu nên vui mới đúng chứ. Cuối cùng cái đuôi hồ ly của Trương Đình cũng lộ ra rồi. Cháu không phát hiện ra sao? Hôm nay là bác cố tình đứng trước mặt nó khen ngợi Hàn Thụy đấy. Cháu xem cái bộ dạng ghen lồng lộn của nó kìa. Đợi mà xem, không mấy ngày nữa nó sẽ phải đầu hàng trước cháu. Anh ấy có làm vậy không? Có chứ, đương nhiên là có rồi. Cháu không phát hiện ra cậu ấy thích cháu, quan tâm cháu sao? Thật sao? Thật đấy. Bác là người từng trải, tin bác đi không sai được. Cậu bé ngốc này, ăn cơm đi. Muộn vậy rồi sao còn chưa tan làm? Tôi còn chút nữa chưa làm xong. Anh đi trước đi, đừng làm nữa, đi thôi. Anh về trước đi. Sao anh không đi đón Thành Thành? Ông nội đi đón rồi. Phải rồi, lễ hội hoạt hình của anh lên kế hoạch thế nào? Thời gian gấp, không đủ nhân lực. Tôi cũng không muốn nghỉ nữa. Hay là giao lại cho tôi làm đi. Thật đó, cái này không thể chậm trễ. Lễ hội hoạt hình lần này, nếu như chúng ta được giải thì sau này công ty chúng ta sẽ có triển vọng rất lớn. Không được, cô đang bận với hai dự án rồi, cô không làm thêm nữa. Cứ giao cho tôi, bây giờ tôi chỉ cần được làm việc. Làm việc rồi tôi mới không nghĩ ngợi linh tinh. Được rồi, đi thôi, tôi đưa cô về. Đưa gì chứ, lát nữa tôi tự đi là được. Sợ gì chứ, cùng sống trong một khu nhà, tiện đường mà, đi thôi. Cứ làm phiền ngại anh, tôi thấy ngại lắm. Nếu cô còn không về, cô xem căn nhà cũ đó muộn như vậy không an toàn. Được rồi, đặt tạm chỗ anh vậy. Tôi đi tắt đèn. Trời ngày càng lạnh rồi. Được rồi sếp Cao, tôi cũng đến nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cảm ơn gì chứ? Lần trước tôi tặng cô cái MP3, cô nghe chưa? Nhiều việc quá tôi quên mất. Không sao, nếu cô về nhà có thời gian rảnh vẫn nên nghe thử xem. Được, cô đến nhà rồi, tôi đi đây. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Ai đấy? Vivi. Vivi, anh đã mua cho em ít hoa quả mà em thích ăn. Không cần đâu, cảm ơn. Vivi, em ghét anh tới vậy sao?
Em không ghét anh, chỉ là em hy vọng em được sống cuộc sống bình lặng. Anh cũng vậy, mau quên em đi. Anh không quên được em. Anh biết em cũng không quên được anh, đúng không? Đúng. Em thừa nhận, đúng là em không quên được anh. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, chúng ta đã ly hôn rồi. Đừng nói gì nữa, đi đi. Vivi, cho anh một cơ hội nữa, chúng ta bắt đầu lại có được không? Vivi à, Vivi, Vivi em mở cửa ra. Vivi em mở cửa ra đã, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Đi đi, anh mau đi đi. Ngày mai em còn rất nhiều việc phải làm, anh mau đi đi. Em mở cửa ra Vivi. Vivi, anh biết chuyện của Trần Giai Tử là anh có lỗi với em. Nhưng hôm đó thực sự anh không biết mình thực sự đã xảy ra chuyện gì với cô ta. Vivi, anh chỉ biết là anh đã uống rất nhiều rượu. Phải, dù nói thế nào, chuyện này là do anh không đúng. Anh xin đem cho anh một cơ hội để chúng ta quay lại với nhau có được không? Lý Tư Tiến, em nói rồi, chúng ta đã ly hôn rồi, anh mau đi đi được không? Vivi, anh nhìn thấy em ở bên cao tường, anh thực sự không chịu nổi. Em xin lỗi. Lẽ nào chúng ta thực sự chia tay như vậy sao? Vivi, em mở cửa ra. Anh lý trí một chút đi có được không? Anh không thể lý trí được. Vivi, em mở cửa ra. Em không mở cửa anh sẽ không đi đâu. Vivi, em nói cho anh biết, em ly hôn với anh không phải vì chuyện Trần Giai Tử, mà là vì mẹ anh. Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, lời mẹ anh nói đều đã linh nghiệm. Vì em mà Yên Vũ Tiêu Tương không còn nữa, vì em mà anh mất hết tất cả. Vì vậy anh có ở bên Trần Giai Tử hay không vốn dĩ không quan trọng. Điều quan trọng là hai chúng ta không thể. Nào uống sữa đi. Nhiều vậy sao? Ai mà đến sớm vậy? Chị ngồi đó đi, để em. Mẹ nuôi, mẹ nuôi à, mẹ nuôi. Sao vậy chứ? Con sắp tức chết rồi, mau ngồi đi. Hôm qua anh Tư Tiến ở qua đêm ở nhà của Trương Vi. Không phải chứ? Thật đấy, chính mắt con trông thấy ở ngay dưới tầng nhà của Trương Vi. Con trông thấy là Tư Tiến bước vào nhà họ. Sao cô lại trông thấy? Cô theo dõi Tư Tiến sao? Ngọc Hương, đi rót cho Gia Tử cốc trà đi. Mẹ nuôi, cô cảm thấy anh Tư Tiến bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi.
Có thể đúng là hơi buồn bê thuốc lú như gia tử à. Cô có cảm thấy cô cũng hơi thông minh rồi không? Đàn ông thích phụ nữ có những lúc mong cô ấy hơi ngốc nghếch một chút, nghe lời một chút. Cho dù Tư Tiến đến chỗ Trương Phi ôm chuyện cũ, đây là sự thật, vậy con cũng không cần phải đi theo dõi nó chứ. Lỡ như nó biết chuyện này thì quan hệ giữa hai đứa không phải càng tệ hơn sao? Nếu con đã thích nó như vậy, yêu nó như vậy thì cũng nên khoan dung với nó một chút, cho nó một không gian nhất định. Con cứ theo sát nó như vậy, cho dù theo được người nhưng đâu thể theo được con tim. Mẹ nuôi, con biết rồi. Bàn tay giống như chân gà vậy, cậu sơn móng tay làm gì? Trương Đình, con gái chỉ sơn cái móng tay chứ lại so đo làm gì vậy? Tiểu yêu tinh, anh nói ai là tiểu yêu tinh? Ai sơn thì người đó đấy. Tôi không thèm để ý tới anh. Cô đứng lại. Không phải tôi nói cô tuổi không còn nhỏ nữa, suốt ngày giả bộ ngây thơ gì chứ? Cả ngày chỉ chơi búp bê Barbie. Cô là đứa trẻ lên ba sao? Không có tuổi thơ à, tôi thích đấy. Cái đó do người khác tặng, gì của anh à? Người khác tặng. Cẩn thận đến khi đó bị người ta lừa cho, còn đếm tiền giúp người ta. Bị người ta lừa tôi vẫn vui đấy. Tôi thích đỡm dáng, thích trang điểm, thích sơn móng tay đấy. Tôi ghét nhất là kiểu phụ nữ ngu ngốc như cô. Cô không lên mạng mà xem phụ nữ gì đó bị đàn ông lừa cho cả sắc lẫn tiền. Anh không cảm thấy anh quá đáng sao? Hơn nữa tôi có gì để lừa? Tôi không có sắc đẹp, cũng không có tiền, lừa tôi làm gì? Cô dứt đi cho tôi. Trời ạ, cháu như vậy thì thu dọn kiểu gì đây? Xem như anh giỏi đấy. Sau này tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Chuyện này Trương Đình à, cháu muốn theo đuổi nó thì cứ theo đuổi. Cái gì vậy sẽ chỉ càng đuổi nó ngày càng xa hơn thôi. Cháu thích cô ấy, cháu còn lâu mới thèm. Đừng có giả bộ nữa. Cháu không thích nó cho là giận đến như vậy được sao? Con gái ấy là phải dỗ dành. Cháu dỗ dành, đừng hòng. Được, hôm nay bác lại dạy cho cháu thêm một bài học nữa. Lúc bác còn trẻ có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Bác đã nói rồi đấy đúng không? Thật ra trong lòng của bác cũng có người mình thích. Nhưng không phải người đó bỏ con cóc vào túi bác sao? Sạch một đường cho cái xe đạp mới của bác, làm bác tức chết đi được. Cháu nói xem, một cô gái da mặt mỏng không chịu đựng nổi. Bác đã thề sẽ không bao giờ để ý đến người đó. Nhưng sau đó bác mới biết đó là đang thu hút sự chú ý của bác. Khi đó bác thực sự không để ý gì đến chú cháu. Nhưng ông ấy biết bác thích ăn cháo, ngày nào cũng đạp xe đến đưa cho bác. Xa gần cỡ nào cũng đều đưa đến cho bác. Làm con tim của bác ấm áp lắm. Nên bác đã không ngần ngại mà lấy ông ấy. Vậy mới nói cháu phải theo đuổi người ta từ từ, không được ức hiếp con bé. Lấy đó làm vết xe đổ, có hiểu không? Ai cho anh đi mua nguyên liệu trước? Tôi mua đấy thì sao? Ai cho anh cái quyền đó? Tôi là chủ thầu. Tôi thi công mua nguyên liệu, còn cần phải xin chỉ thị của anh sao?
Bây giờ còn chưa ký hợp đồng, chưa có ký kết cuối cùng, trình tự của anh như vậy là không đúng. Anh có trình tự của anh, tôi có trình tự của tôi. Tiến độ công trình của tôi nếu không hoàn thành sẽ do chính tôi chịu trách nhiệm. Tất nhiên là tôi phải mua nguyên liệu trước rồi. Lý Tư Tiến, tự lo chuyện của anh là được rồi. Anh và tôi đều là kẻ đi làm thuê cho người khác, lo nhiều chuyện như vậy để làm gì? Anh nghe đây, cho dù tôi có phải ông chủ hay không, mỗi đồng tiền đều do nhân viên vất vả kiếm về, tôi không cho phép anh tiêu xài hoang phí. Anh không tiêu xài hoang phí à? Thì sao lại hai tay giao y vũ tiêu tương cho người ta? Bây giờ lại dở quy phong của chủ tịch ra nói chuyện với tôi. Thật nực cười. Anh bị sa thải rồi. Công trình này không bao giờ cho anh phụ trách nữa. Được. Về hay, tôi không muốn làm nữa. Không đúng, là ông đây không hầu hạ nữa. A Cư Tiến, sao không nghe điện thoại của em? Không thấy anh đang bận sao? Vậy cũng không thể không nghe máy em được. Bây giờ đúng là có rất nhiều việc cần làm. Có tin là em xé nó đi luôn không? Số của em muốn làm gì? Đi ăn một bữa với em. Trương Vi, sếp Cao, sao anh lại đến đây? Chẳng phải được nghỉ sao? Mời cô ra ngoài ăn cơm. Tôi hẹn Lạc Lạc rồi, lát nữa cô ấy đến. Là Lạc Lạc bảo tôi lên đây tìm cô, họ cùng đi chơi rồi. Đi nào, mau lên. Vậy tôi thay bộ đồ. Thay gì chứ, bộ của cô rất đẹp rồi. Anh đợi một lát đi. Vậy được, cô mau lên nhé. Đã đến đây rồi, sao không uống rượu? Không vui sao? Cũng được, chỉ là không muốn uống thôi. Em còn không hiểu anh sao? Quen nhau 15 năm rồi, anh là người như thế nào tất nhiên là em biết. Vậy em nói xem, suốt cuộc anh là người thế nào? Con người anh sống quá mệt mỏi, chuyện gì cũng để bản thân mình gánh. Sao phải như vậy chứ? Tính cách anh khác với em. Anh và em trông có vẻ thủy hỏa không hợp nhau, nhưng một khi có cầu nối rồi, nhất định sẽ hỗ trợ cho nhau. Rốt cuộc em muốn nói gì? Em xin lỗi vì những hành động trước đây của mình đã làm tổn thương anh. Xin lỗi. Khỏi cần. Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Điều công bằng duy nhất là mỗi người đều sẽ đến ngày sinh lão bệnh tử. Không phải vậy sao? Em nói anh nghe một tin tốt lành. Tập đoàn Thường Ích chúng em chuẩn bị tiến quân vào ngành kinh doanh nhà hàng, chính thức bắt tay cùng với Yêu Vũ Tiêu Tương các anh. Bắt đầu từ ngày mai, Trần Gia Tử em thay mặt cho Thường Ích cùng với Lý Tư Tiến anh tiến hành lựa chọn địa điểm mới cho cửa hàng mới. Để cửa hàng mới khai trương sẽ do anh toàn quyền phụ trách. Bây giờ anh đang sống rất vui vẻ rồi. Em đừng đùa với anh nữa.
không phải em đang đùa. Anh sẽ sớm nhận được thông báo của Tiêu Dân Sơn.